trải nghiệm mới tới Bana, cảnh quan mới, check-in thật đã, lễ hội mới tưng bừng khám phá, lễ hội bia và ẩm thực nồng say mùa hạ, chương trình con lạc cháu hồng ưu đãi đến 40% giá vé SinWorld Bana Hills cho tất cả du khách Việt Nam.